phải đánh phấn trắng chứ la đen tuổi nữa à. Hét âm phấn á la đen tuổi nữa à. Em rượu chơi rồi chơi rồi mời mời đi đặc biệt không uống bia nghe để tấn thân lại đây đi phòng áo vào đây đi. Các bạn nghe một cái bài hot nhất cách đây năm năm tiền thắng tình thua và không biết bao nhiêu ca sĩ nghệ sĩ hát cái bài này đó là ai ca nhạc sĩ một cái em ruột của mình ơi quay hả nói gặp rồi mà ủa gặp rồi nói hai đứa lại làm gì rồi vậy qua thấy không? Qua mà nó đâu biết tôi quay Hồng Tân mà thấy có chìm đầu nó khoái á nó khoái nó khoái nó hả đây ở đây nổi hơn rồi mình nói đi thôi mà ở đây đang biển yên sống đẹp rồi nó tạo cho mưa to gió lớn con mấy anh có không gì lan nó có cái này không